Cảm ơn quý vị vẫn luôn theo dõi và giữ băng từ 18.14 của đài CBN. Và bây giờ Lan Anh xin được trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ là tin Tổng thống Donald Trump đề nghị trục xuất di dân bất hợp pháp không cần tòa án xét xử. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng những người xâm chiếm Hoa Kỳ phải được gửi trả lại đất nước của họ ngay lập tức mà không cần đến bất kỳ hành động nào của tòa án. Trump đã viết rằng hệ thống nhập cư hiện tại của Hoa Kỳ đã tạo ra một trò cười trên thế giới và rất bất công đối với những người sử dụng con đường pháp lý và phải chờ đợi nhiều năm trời để được vào Hoa Kỳ hợp pháp. Hoa Kỳ cần những người giúp cho đất nước vĩ đại trở lại. Trong khi tuần trước, Trump đã ký kết một sắc lệnh mới để chấm dứt việc tách những trẻ em khỏi cha mẹ khi họ đang cố gắng nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Theo một báo cáo trước đó, số lượng các gia đình nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ bị bắt giữ tại biên giới phía Tây Nam đã tăng gấp 6 lần trong tháng 5, lên đến 9.485 trường hợp bị bắt giữ. Kể từ tháng 10, có hơn 58.000 di dân đã đến biên giới Hoa Kỳ. Phần lớn họ đến từ Guatemala, Honduras và El Salvador. Quốc hội Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu về luật nhập cư vào cuối tuần này sau nhiều ngày thảo luận. Liên tục đổi ý, Tổng thống Donald Trump gây khó cho Đảng Cộng Hòa về luật di trú. Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã có một cuộc họp vào tối thứ Năm. Sau cuộc họp này, Cộng Hòa nói rằng họ đã có một bước đột phá giữa hai phe trong đảng về một thỏa hiệp có thể giúp cho thế hệ Dreamer và đồng thời tăng cường an ninh biên giới. Các lãnh tụ đảng Cộng Hòa đã loan báo một cuộc bỏ phiếu biểu quyết dự luật sẽ diễn ra vào tuần tới. Thế nhưng đến sáng thứ Sáu, một thông điệp tweet đã phá tan nỗ lực cực nhọc của các dân biểu Cộng Hòa. Ông Trump đã làm sụp đổ các kế hoạch của đảng ông khi yêu cầu họ hãy chờ cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tổng thống viết trên Twitter, Đảng Cộng Hòa không nên phí thời giờ về vấn đề di trú cho đến sau khi chúng ta bầu chọn thêm các nghị sĩ và dân biểu trong đảng tháng 11. Đảng Dân Chủ chỉ đùa giỡn chứ không có ý định làm bất cứ điều gì để giải quyết vấn đề đã có từ mấy chục năm nay. Chúng ta có thể thông qua luật lớn. Sau làn sóng đỏ, màu đỏ là màu của Đảng Cộng Hòa. Ý ông muốn nói, sau khi đảng thắng lớn vào tháng 11 tới đây, thì luật di trú sẽ được thông qua dễ dàng. Thông điệp đã khiến Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan bị đưa vào thế kẹt để hóa giải một bản kiến nghị bãi bỏ dự luật của thành phần Đảng Cộng Hòa, Trung Lập và Dân Chủ. Ông Ryan từng hứa rằng ông sẽ biểu quyết một dự luật mà họ có thể ủng hộ. Giờ đây, nếu ông Ryan làm theo ý Trump và hủy bỏ cuộc biểu quyết đó, phía Trung Lập sẽ nổi giận. Tổng thống Donald Trump lên trang bìa báo Time vì cuộc khủng hoảng trẻ em nhập cư lậu. Kính thưa quý vị, tuần báo tin tức nổi tiếng của Mỹ đã xuất hiện bản số mới nhất và hình bìa đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng Internet. Hình ảnh cho thấy lại một lần nữa Tổng thống Donald Trump được đăng ảnh trên trang bìa tuần báo Time. Tuy nhiên, lần này có lẽ không phải là một trang bìa mà ông sẽ vội vàng treo lên tường như trước đây đã làm. Trang này dựa trên một cuộc khủng hoảng di cư biên giới giữa Mỹ và Mexico và đăng hình Tổng thống Trump nhìn xuống một đứa bé đang khóc. Đứa trẻ khóc la đó là một em bé Honduras 2 tuổi được chụp chung với mẹ trong một bức ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng trước đó. Nhiếp ảnh gia John Moore từ Getty Images, từng lãnh giải thưởng Pulitzer, đã chụp bức ảnh này. Ông nói với báo Time, ngay sau khi chụp xong, họ đã bị đưa lên một chiếc xe truck. Tôi đã phải dừng lại và hít thở thật sâu. Tất cả những gì tôi muốn làm là bế bé lên, nhưng tôi không thể làm được. Tấm hình trở thành biểu tượng của cuộc khủng hoảng gia đình bị chia rẽ đang diễn ra trên biên giới miền Nam nước Mỹ. Đây là lần thứ 21 ông Trump xuất hiện trên trang bìa Time dưới dạng này hay dạng khác. Lần đầu tiên ông lên trang bìa là vào năm 1989, nhưng kỷ lục của ông còn thua xa cựu Tổng thống Richard Nixon, người được đăng lên trang bìa 55 lần. Tổng thống Donald Trump dọa đánh thuế cao vào xe hơi nhập cảng từ châu Âu. Trong tháng 5, ông Trump chỉ thị cho Bộ Thương mại mở một cuộc điều tra về xe nhập cảng, giống như cuộc điều tra dẫn đến những mức thuế mới đây đánh vào thép và nhôm nhập cảng. Mặc dù còn nhiều tuần nữa mới có những kết quả của cuộc điều tra, nhưng hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ đánh những mức thuế rất cao trên những chiếc xe nhập cảng từ Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là EU. Đây là lời hăm dọa sức nặng trong cuộc xung đột thương mại đang leo thang giữa các nước đồng minh. Ông Trump viết trên Twitter, dựa trên các mức thuế và các rào cản mậu dịch từ lâu được Liên hiệp Âu Châu đặt lên nước Mỹ và các công ty lớn cũng như các công nhân, nếu các mức thuế và các rào cản này không sớm bị phá vỡ và loại bỏ,
chúng tôi sẽ đặt một mức thuế 20% mọi chiếc xe của họ đưa vào Mỹ. Hãy sản xuất những chiếc xe đó ở đây. Thông điệp của Trump đã dường như mâu thuẫn với bài phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross tại một phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện vào ngày thứ Tư. Ông Ross nói với các nhà lập pháp rằng không có quyết định nào đã được làm liên quan đến thuế và tiến trình này đang ở trong giai đoạn đầu. Những mức thuế mới đánh vào xe sẽ là một đợt leo thang rất lớn của cuộc chiến thương mại bắt đầu ác liệt giữa Mỹ và Âu Châu. Các nhà lãnh đạo từ Anh, Đức và Pháp đã chỉ trích việc ông Trump quyết định đánh thuế thép và nhôm của EU và khối này đáp trả bằng những mức thuế của họ. Quyết định này cũng có thể gây phản ứng từ EU sẽ gây thiệt hại cho các hãng sản xuất xe của Mỹ. Trong năm ngoái, Hoa Kỳ sản xuất sang EU những loại xe chở khách trị giá 10 tỷ. Kính thưa quý vị, quay sang một bản tin tiếp theo. Nhân viên Tòa Bạch Ốc bị mời ra khỏi nhà hàng vì làm việc cho Tổng thống Trump. Bà Sarah Sanders, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc cho biết, bà đã bị yêu cầu rời khỏi một nhà hàng ở Virginia vì bà làm việc cho Tổng thống Donald Trump. Bà Sanders đã kể lại trên trang Twitter rằng, tối qua tôi đã được chủ nhà hàng Red Hand ở Lexington, Virginia yêu cầu rời đi vì tôi làm việc cho Tổng thống và tôi đã rời đi một cách lịch sự. Chủ nhà hàng Red Hand, bà Stephanie Wilkinson cho biết bà đã mời bà Sanders ra ngoài hiên nhà và đã giải thích với Sanders rằng nhà hàng có một số tiêu chuẩn mà tôi cần phải duy trì như sự trung thực, sự thông cảm và hợp tác. Bà Wilkinson sau đó nói với bà Reuters. Bà Wilkinson sau đó nói với bà Sanders rằng tôi muốn yêu cầu bà rời đi. Nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc không gây rắc rối mà chỉ đơn giản trả lời rằng được thôi, tôi sẽ đi và bước ra ngoài. Các thành viên gia đình của bà Sanders cũng rời đi ngay sau đó. Hành động của nhà hàng Red Hand đã ngay lập tức nhận được nhiều phản ứng trái chiều trên các mạng xã hội. Vào chiều ngày thứ Bảy, nhà hàng Red Hand đã không thể mở cửa kinh doanh như thường lệ do các phóng viên túc trực trước cửa để đưa tin và những người dân ở cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa tụ tập đến để bày tỏ sự phản đối hoặc ủng hộ. Bà Sanders không phải là viên chức chính phủ đầu tiên bị phản đối ở nơi công cộng. Bộ trưởng Nội an Christian Nelson cũng đã bị người biểu tình quấy rối vào hôm thứ Ba khi bà đi ăn tối tại một nhà hàng Mexican ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Một thiếu niên mất tích sau khi trốn khỏi trung tâm dành cho người nhập cư ở Texas. Vào ngày hôm qua, các giới chức ở Texas cho biết một thiếu niên 15 tuổi đã trốn khỏi nơi trú ẩn dành cho những người nhập cư bất hợp pháp ở miền nam Texas và sau đó đã không được tìm thấy. Báo cáo cho biết, thiếu niên đã trốn khỏi nơi trú ẩn Casa de Paris ở Brownville vào ngày thứ Bảy vào lúc 3 giờ chiều. Đây là trung tâm dành cho người nhập cư bất hợp pháp lớn nhất tại Texas và từng là một cửa hàng Walmart. Nơi đây là nơi trú ẩn của những thiếu niên từ 10 tới 17 tuổi và nhiều thiếu niên ở đây đã đến biên giới Hoa Kỳ một mình. Phát ngôn viên của chương trình Trọng điểm Tây Nam, Jeff Eller nói rằng nhân viên ở trung tâm chỉ được cho phép chăm sóc những đứa trẻ chứ không có thẩm quyền ngăn cản những người muốn rời đi. Eller nói rằng trung tâm không phải là một nơi giam giữ. Các nhân viên tại đây chỉ cố gắng đưa ra những lời khuyên để những đứa trẻ ở lại nơi trú ẩn. Và nếu họ rời đi thì trung tâm sẽ báo cáo vụ việc cho các cơ quan thực thi pháp luật. Theo một nguồn tin cho biết, có khoảng 1.500 thiếu niên đang trú ẩn tại Casa de Paris. Và Eller nói rằng những đứa trẻ rời đi theo thời gian với tỷ lệ rất nhỏ. Được biết, sau khi Tòa Bạch Ốc công bố chính sách không khoan nhượng vào đầu tháng 5, đã có hơn 2.300 trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ của chúng ở biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Và chính phủ buộc phải chăm sóc những đứa trẻ này. Theo luật pháp hiện hành, những trẻ em nhập cư bất hợp pháp một mình phải được gửi đến các cơ sở do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ gọi tắt SHS điều hành trong vòng 3 ngày để từ ngày bị giam giữ. Sau đó SHS sẽ chịu trách nhiệm đưa trẻ em vào các nhà tạm trú hoặc nhà nuôi dưỡng cho đến khi chúng được kết hợp với người thân hoặc người bảo trợ trong cộng đồng, trong khi chờ đợi một phiên điều trần tại tòa án di trú. Kính thưa quý vị, dầu thô tràn vào sông Iowa sau khi tàu chở hàng bị trật bánh. Một đoàn tàu bị trật bánh đã đổ 230.000 gallon dầu thô vào một con sông ở Iowa, khiến cho thống đốc tiểu bang phải ban bố tình trạng thảm họa và tiến hành hoạt động làm sạch với quy mô lớn. Dầu đã tràn vào sông Little Rock ở quận Lyon khi 32 thùng chứa dầu của một đoàn tàu đã bị trật bánh hôm thứ Sáu. Nhà điều hành tàu BNSF cho biết 14 trong số những thùng dầu đã bị lật đã rò rỉ dầu. Các lực lượng cứu hộ đã xây dựng một tuyến đường tạm thời và di chuyển các toa tàu bị lật khỏi khu vực tai nạn để tiến hành dọn dẹp.
Thống đốc Kim Reynolds đã tuyên bố tình trạng thảm họa vào ngày thứ Bảy tại quận Lyon và ba quận khác, để những nơi này kịp thời ứng phó với tình trạng các con sông bị tràn ngập bởi dầu. Được biết, mực nước tại sông Little Rock đã tăng lên đáng kể sau những cơn mưa diễn ra vào giữa tuần trước. Phát ngôn viên của BNSF Andy Williams nói rằng họ đang thu thập mẫu vật và các nhân viên cứu hộ sẽ sử dụng các thiết bị để loại bỏ dầu khỏi nước. Williams nói rằng ngoài việc tập trung vào việc phục hồi môi trường, việc theo dõi liên tục những diễn biến tiếp theo vì rất có thể vụ việc sẽ gây ảnh hưởng đến một số cộng đồng. Được biết, đoàn tàu kể trên vận chuyển dầu thô cho công ty ConocoPhillips đi từ Alberta đến Stroud, Oklahoma, và mỗi thùng hàng có thể chứa được hơn 25.000 gallon dầu thô. Phi công Hải quân Hoa Kỳ thiệt mạng trong vụ tai nạn tại căn cứ không quân New Mexico. Hải quân Hoa Kỳ đã xác định được phi công thiệt mạng vào thứ Sáu sau khi chiếc máy bay do ông điều khiển bị rơi tại căn cứ không quân ở New Mexico. Sĩ quan Hải quân Christopher Carey Sosh, cư dân của Kanadawa, New York, đã điều khiển chiếc máy bay A-29 Super Tucano khi nó bị rơi trong phạm vi ném bom ở dãy Red Rio, cách khoảng 65 dặm về phía bắc của căn cứ không quân Holloman. Sosh đã tham gia một chuyến bay huấn luyện trong các cuộc tập trận tấn công và cuộc diễn tập hôm thứ Sáu là để xác định xem liệu không quân sẽ chọn máy bay ném bom Aviation 86 hay A-29 Super Tucano để thành lập hạm đội máy bay tấn công. Vụ tai nạn lần này là lần thứ 7 của không quân xảy ra trong năm nay. Trong một tình huống diễn tập, và đây là lần thứ 2 chiếc A-29 bị rơi trong vòng một năm qua, khi một chiếc A-29 đã gặp nạn gần căn cứ không quân quận Moody ở Georgia, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn chết người vẫn đang được điều tra thêm. Và quân đội chỉ cho biết có một thành viên khác đi chung với Sosh đã bị thương nhẹ, đã được đưa đến một bệnh viện địa phương ngay sau đó. Kính thưa quý vị, Jurassic World đứng đầu doanh thu tại các phòng vé Bắc Mỹ trong tuần qua. Theo BoxOfficeMojo.com, bộ phim khủng long Jurassic World Fallen Kingdom đang đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ, mang về 150 triệu đô la trong tuần lễ kể từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 6. Bộ phim đã thu về 711,5 triệu đô la doanh thu tại các phòng vé trên toàn thế giới khi đã được ra mắt một số nơi trên thế giới cách đây 2 tuần. Xếp vị trí thứ hai về doanh thu tại các phòng vé Bắc Mỹ là Incredible 2 với 50 triệu đô la trong tuần qua. Bộ phim nổi tiếng Ocean's 8 đã giành vị trí thứ ba với 11,6 triệu đô la. Bộ phim hài Tag đứng vị trí thứ tư khi có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng bao gồm Jeremy Renner và John Hamm. Phim Deadpool 2 với sự tham gia của Ryan Reynolds đã vượt qua phim Solo, xếp vị trí thứ 5 trong 5 bộ phim hàng đầu tại phòng vé với 5,2 triệu đô la doanh thu trong tuần qua. Kính thưa quý vị, xin quý vị tiếp tục giữ băng từ 18-14 của đài CBN. Chúng tôi sẽ trở lại ít phút sau những thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài. Cảm ơn quý vị.